Chào các bạn, tại vườn Anh Phi thuộc Bỉ Nội, Cầu Treo Bỉ Nội, một tác phẩm trông như là một con vượn giơ hai tay rất tuyệt vời, cũng có một thân hình ly kỳ. Và chúng ta sẽ quan sát từ cổng cả vào những tác phẩm được trưng bày như một cuộc triển lãm. Hai bên là hai cánh răng cổ. Bây giờ tôi sẽ tiến sâu vào bên trong theo hướng đi của bên phải. Rất nhiều cây. Cái tác phẩm cổng làng như thế này rất luôn lực. Cây xanh quê, ánh sáng của buổi chiều rất là kém. Hả? À thế à? Một cây tràn trậu xanh quê như rất đẹp, lá rất đẹp. Có phải không anh Dũng? Cây này xanh quê đấy nhỉ? Yeah. Ừ, rất đẹp. Cây cổ. Cây cổ hả? À. Đấy. Đây kiếm cây này. Cây này gì? Cây này là cây cổ. Cũng dáng cây cổ hả? Mới như là cắt phá. Cô đôi hoa giấy không được trực quyền rất đẹp. Một đôi lông. Mà tôi lại đi sâu ở bên trong. Thế thì để trưa ngày kia thì cháu gọi ông đánh luôn cả xe lên cháu. Ao bèo rất rộng. Cây tầm 2 người B. Chụp ảnh đã rất đẹp. Thôi về chứ được khắc được về. Các bạn đã gọi về. Uống nước đi, 5 phút nữa là sẽ về. Con trai đấy à? Con trai hả Phi? Con trai còn bé lắm nhỉ? xả nước chớ từ này bạn đi tối lên mình thế nào vẫn còn phải tung xe rùa đi tôm. Không chịu khó đục đẽo. Bên cạnh là một tác phẩm ruối. Ở đây là toàn cảnh của khu vực